Xin chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mọi người đến video tiếp theo của mình nhé. Hôm nay đại gia đình nhà mình đang đi nhặt rau má mọi người ạ. Đây. Gia đình nhà mình đang đi nhặt rau má mọi người ạ. Đằng sau nhà luôn. Đi ơi, có rau má không? Đây là cho hai mẹ con nhặt rau má nhé mọi người nhé. Đâu, xem nào, được bằng nào rồi. Quay mặt đây xem nào. Đây mọi người ạ. Nhặt có một lúc thôi mà được bằng này rồi. Di chuyển lên trên ruộng bên trên xem nào. Đây mọi người nhá. Rau má này. Ôi, con làm thế con rơi hết rồi. Quay mặt đây xem nào, bố xem nào. Cầm lên cho nào, cầm lên cho bố xem nào. Thấy không? Thấy rồi, con để xuống đi. Đừng để rơi nhá. Hôm nay làm bữa rau má ăn cho nó mát mọi người ạ. Để hai mẹ con đi nhặt. Còn mình làm nhiệm vụ là chỉ có quay phim thôi mọi người ạ. Lát nữa là mình sẽ quay phim mọi người ạ. Lát nữa là mình sẽ quay bay flycam ở trên khu ruộng này. Ok mọi người, bây giờ mình sẽ cho flycam mình bay lên đã mọi người nhé. Mình đang cho con flycam của mình bay lên mọi người ạ. Đây, đang bay trước mặt mình đây. Ok mọi người nha, giờ mình sẽ cho con flycam mình bay lên đây nhá. Đây mọi người có thể nhìn thấy là phong cảnh rất là đẹp luôn. Mình bay cam mọi người ạ.
Bây giờ mới có 5 giờ thôi mà hôm nay thì trời đã sầm tối rồi đây này. Thì mình quay muộn như thế này thì ánh sáng nó rất là noi mà, mọi người ạ. Nhìn nó cứ mờ mờ ấy. Gia đình nhà mình vẫn đang đi nhặt thêm rau má. Đấy, để tối nay về ăn ăn lẩu. Nói chung là nhặt rau để trải nghiệm nhé mọi người nhé, nhặt cho vui thôi. Mà ăn những cái rau má này thì nó ngon hơn rất là nhiều, nó đảm bảo vệ sinh. Đây, những cái khu ruộng khô khô như thế này thì rau má nó khá là nhiều, nhưng mà căn bản là nhiều người nhặt quá mọi người ạ. Nó phải tinh mắt nhé, bây giờ là đòi hỏi là phải tinh mắt này thì mới nhặt được. Được nào rồi. À, cũng khá phết đấy nhờ. Đây. Đây được một rổ nhỏ nhỏ đó mọi người ạ. Tìm thêm một tí nữa. Nhìn không ra. Ờ chưa lấy đâu. Đấy, quên tí nữa là quên con dao. Gia Khánh sang bên kia, bên kia thấy gì không Gia Khánh ơi? Con nhìn thấy gì không? Con nhìn thấy con gì à? Con đừng nhảy xuống suối nhá, xuống mương nhá. Bên này thì có cái mương nhỏ mọi người ạ. Ngày xưa cái mương nhỏ này thì cái mương này thì có cá trê mọi người nhá. Con đi ra đi, tí ngã bây giờ. Đây, cái mương nhỏ nhỏ như thế này thôi mà ngày xưa là có cá trê đấy mọi người ạ. Mà bây giờ thì không còn nữa rồi. Vâng. Đúng rồi, cá trê màu hồng. Mày cho thằng cỏ nó đi cùng, nó nói nhiều. Vâng, con đi bắt đi. Chiều về thì chạy lên trên này thể dục cũng được người ạ. Đây, ở đây có một cái có nước nhỏ nhỏ này. Lúc nào làm ruộng thì cái món nước này có nước mọi người nhé. Đây. Mọi người có thể thấy là có một cái món nước ở kia. Bây giờ là mùa này nó đang mua nước. Đó, người dân sẽ tận dụng và lấy nước ở đây mang về sinh hoạt. Chủ yếu là mang về sinh hoạt là giặt rũ này, rửa giấy thôi mọi người nhá. Chứ không uống cái nước này. Bởi vì là nhiều lúc là bà con làm ruộng ở đây là phun thuốc các thứ là cũng rất là nguy hiểm. Và xã mình thì vẫn đang rau má. Ui, con đi xuống dưới kia rồi kìa. Đây, ruộng trên này có rau má to hơn này mọi người ạ. Đây, ở trên này có nhiều hơn, cái ruộng này có nhiều hơn. Mà cũng thấy nhiều người là bới lắm rồi đấy. Thấy nhiều người người ta nhặt đấy mọi người ạ. Đây, ở khu ruộng này trồng ngô. Trồng ngô và trồng khoai tây mọi người ạ. Mà khoai tây này là bị đang bị héo xanh rồi mọi người ạ. Cái này thì không ăn thua rồi. Đang thiếu nước. Khoai tây này đang thiếu nước và bị bệnh héo xanh. Cái này là không phun là không được ăn rồi. Đây, bị héo xanh rồi ạ. Cái ruộng này thì khô và héo xanh hết rồi. Trồng khoai tây này phải chăm bón nó rất là kỹ mọi người ạ.
đây thì trồng ngô. Rau má thì ở bờ ruộng này có mọi người ạ, nhưng mà ăn nó sẽ đắng hơn. Rau má sẽ đắng hơn là ở trong ruộng, vì là ở bên bờ ruộng là nó già rồi. Để ngô nhá mọi người. Đây, ở đây trồng thêm bí này. Trên này trồng ngô hết. Mà tiếc là trời nó lại âm u quá, nên là ánh sáng nó hơi bị noi. Đây, ở đây trồng bí này. Trồng bí và trồng khoai tây. Nói chung khoai tây ở đây là không ăn thua rồi người ạ. Mấy mảnh ở trên này cũng trồng ngô hết. Bi có nhặt được tí rau má nào không? Đây, nhà mình ở tít dưới kia. Nhặt thêm một tí nữa là nhà mình sẽ đi về thôi. Còn nhặt thêm một tí nữa. Ở ruộng này có mà. Đó. Đây. Thành quả đây mọi người ạ. Đó, cũng được khá đấy chứ. Đây. Đây. Sao má đây mọi người. Mấy cái ruộng này là cấy hết rồi, đất nó rất là xốp, mấy nước là cho nước và là ruộng này thì quá xốp luôn mọi người ạ. Một con dao quên dưới kia rồi. Bi đừng làm đổ rau nhá, mất công đấy. Bi sao lại ném đi nhờ? Thôi video này mình xin phép dừng ở đây mọi người ạ. Trời cũng gần tối rồi thì quay phim nó cũng không được đẹp nữa. Thì gia đình mình xin phép dừng video này ở đây nhá. Rồi chuẩn bị di chuyển đi về nhà thôi mọi người ạ.